Nói, Lan Hoa Hoa đâu? Lan Hoa Hoa là ai? Chính là người vừa nãy vào đây. Chạy rồi. Nói, tại sao đóng cổng? Tại sao để cô ta chạy? Anh với Cao Thiên Diễn là cùng một ruột đúng không? Cô ấy là khách vào đây ở đêm hôm qua. Lan Hoa Hoa, Cao Thiên Diễn gì đó, tôi không biết người nào cả. Khách điếm này của người ta, lỡ như để thổ phỉ đánh cướp, ông nói tôi làm sao giao phó với người ta đây? Ở đây có cửa sao? Ông mau đi bắt đi. Bây giờ chưa đi xa đâu. Cửa sao? Nhanh, nhanh đi. Nhanh lên, đuổi theo. Bên này, đi. Đi. Quản gia, chạy mất rồi. Chạy rồi, chúng ta tìm Cao Thiên Diễn đòi người. Nhà Cao Thiên Diễn ở đâu? Ở đây hắn cũng có tiếng tăm. Nơi này chỉ bằng bàn tay nhất định dò hỏi được. Đi qua bên kia, nhanh, đi. Các người nhanh lên, mang gạo theo nữa. Đổ đầy nước vào hồ lô đi. Những cái khác không cần mang đâu. Được, em biết rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Thu dọn hết chưa? Thu dọn xong rồi. Đi, Hoa Hoa nhanh lên. Chị dâu lấy nước rồi. Nào nào nào, đưa tôi. Cao đại ca, tôi nghĩ hay là chúng ta đợi trời tối hãy đi. Sao vậy? Ban ngày ban mặt em sợ đụng mặt họ trên đường. Nhà này dễ tìm lắm. Không đợi đến trời tối họ đã tìm tới cửa rồi. Nhanh lên, mau lên. Đi đi. Đi đi đi. Đóng cửa lại. Đi. Đi cửa sau, đi cửa sau. Mau mở cửa đi. Nhanh lên, là Dượng. Là Dượng. Mau mở cửa đi. Dượng à, chuẩn bị Dương. Nhanh lên, các người tính đi đâu? Đi Tây Bảo Đầu. Chúng tôi đi Tây Bảo Đầu, tôi cặp cũng đi à? Cô ấy không đi, người ta tha cho cô ấy chắc. Muốn đi thì nhanh lên. Người ta đang dò hỏi nhà của các người khắp nơi. Nhanh lên đi, bây giờ vẫn còn kịp. Đi thôi, đi. Được, dừng giữ chìa khóa nhà chúng tôi. Và bác Hôm tới ngó chừng nhà. Đừng để trộm tới. Được, đi cửa sau, dòng qua con mương mà đi. Được, 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 đi cửa sau, dòng qua con mương. Đi trước đi. Tôi đi trước, chị Tư Cầm. Vì em mà anh chị có nhà cũng không thể ở. Em xin lỗi anh chị. Lúc này còn nói những lời đó. Nhanh lên, đi nhanh lên. Nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh lên. Là nhà này hả? Là nhà này, không sai đâu. Lão gia là nhà này. Cẩn thận bứt dây động rừng. Treo tường vào đi. Cậu treo tường. Nhẹ thôi. Sao không có tiếng động gì hết vậy? Có phải trốn đi từ cửa sau không? Có cửa sau không? Tôi làm sao biết? Tôi không biết. Đúng là sơ ý quá. Qua đi xem thử đi. Sao rồi? Bắt được chưa? Trong ngoài được kiểm tra rồi. Không có người. Không có người. Không có. Lão Trần, tay chân nhanh nhẹn một chút. Hai vị trưởng quầy đang đợi kìa. Dạ lão gia. Chú trưởng quầy, vụ làm ăn lần này có thể kiếm được không ít đâu. Sao không chia cho tiểu đệ một phần vậy? Lúc đầu chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi mà. Không thể thay đổi, quy củ không thể phá. Chú trưởng quầy đúng là sáng suốt. Nào nào nào, uống rượu đi. Uống, lão gia. Hai vị trưởng quầy, trong phủ có chút chuyện, tôi đi xử lý một chút. Hai vị cứ tự nhiên. Tự nhiên, được rồi, anh đi đi. Có thể về là tốt rồi.
Có thể về là tốt rồi. Đúng là kỳ lạ thật. Lão gia, Lan Hoa Hoa này sao đi đến đâu cũng có người giúp đỡ cô ấy? Cô ta có người giúp, lẽ nào cậu không có người giúp? Ở Tây Bảo Đầu tôi nhờ người giúp cậu cũng đâu có ít. Là bản thân cậu làm việc không chu toàn thôi. Lần này cậu ra ngoài dẫn thêm bao nhiêu người? Sao vậy chỉ có một mình vậy? Súng tôi mua cho cậu đâu rồi? Chỉ còn lại mấy cây. Tôi không tin một con da đầu mười mấy tuổi có bản lĩnh lớn như vậy. Lão gia, Lăng Hoa Hoa đó kêu tôi chuyển lời tới ông. Cô ta nói gì? Cô ấy nói ông tha cho cô ấy đi. Nếu ông không nghe lời khuyên, cô ấy kêu tôi giết ông đi. Nếu tôi không đồng ý với cô ấy, cô ấy sẽ không thả tôi về. Cậu đồng ý với cô ấy? Tôi... cô ấy chỉ là cô gái có thể dỗ ngọt mà. Lần này vì bắt cô ấy mà hao binh tổn tướng, thù này không trả, tôi chết không nhắm mắt. Cậu về Vạn Hoa Sơn nghỉ ngơi đi. Chuyện trả thù tính kế thì lâu dài mà. Lão gia, lão gia, lão gia, Vạn Hoa Sơn này đã bị Cổ Xuyên của huyện phủ đánh phá. Bây giờ các anh em mỗi người một nơi. Ông nói một mình tôi về đó thì làm được gì chứ? Trước mắt tôi chỉ có thể ở trong phủ của ông thôi. Lão gia, có phải là ông chê tôi không? Chê cậu à? Cậu lập bao nhiêu công lao hạng mã cho tôi, sao tôi có thể chê cậu được? Cậu ở lại phủ đi, sau này sẽ còn nhiều việc cho cậu làm nữa. Có mấy người khách đang đợi tôi. Vậy tôi đi trước đây, để quản gia Lý sắp xếp cho cậu. Dạ lão gia, ông cứ lo việc trước đi. Trong phủ tôi rất quen thuộc, ông đừng lo lắng. Phải rồi, Cổ Xuyên đi khắp nơi tìm cậu đó. Ban ngày đừng đi lại trong phủ, càng không được ra khỏi phủ. Buổi tối nếu ra ngoài thì đi cửa sau, đừng để người ngoài nhìn thấy. Dạ lão gia, tôi hiểu, hiểu rồi. Quản gia Kim, uống chút trà đi. Tôi chuẩn bị đồ ăn với nước tắm cho anh. Nào nào nào, cậu lại đây. Lần trước tôi cược thắng vào của tên họ Tả đó, giờ còn giúp việc ở phủ không? Tôi có thể ăn cô ta sao? Cậu đi gọi cô ấy đến đây, tối nay hầu hạ tôi. Nếu cô ấy không tới thì cậu xử lý cô ta cho tôi. Được, được, nhanh lên, tôi đi sắp xếp ngay, anh ngồi đi. Được. Thật là lạ, một nơi như Gò Bạch Nhân có bao lớn đâu, vậy mà chúng ta đợi ở đây mấy ngày rồi, sao cả một bóng dáng người cũng không thấy. Lão gia, nơi nên tìm chúng ta đã đi tìm rồi, có sốt ruột cũng không ra người, hay là đợi thêm đi. Lần lão gia, trưa nay muốn ăn gì? Ông nói một tiếng, tôi kêu nhà bếp chuẩn bị cho ông. Ăn con khỉ? Sao ông lại nói như vậy? Chúng tôi đợi ở đây mấy ngày rồi, đợi không thấy Lan Hoa Hoa thì thôi đi. Sao ngay cả Cao Thiên Diễn và vợ của hắn cũng không thấy? Lần lão gia, tôi tính sẽ không nói cho ông biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền từ tiệm của ông, nhưng tôi biết ông nôn nóng vì Lan Hoa Hoa nên có những chuyện không thể giấu ông được. Họ giấu cô ta? Họ không có giấu, nhưng Gò Bạch Nhân không tìm được họ đâu. Cái gì? Họ trốn rồi. Hôm qua tôi tới nhà người quân giác ăn cơm nước xong thì nghe họ nói ở trên đường Tây Khẩu có gặp hai vợ chồng Cao Thiên Diễn.
Trường chính, nào nào nào, nhanh nhanh nhanh, mau nghe đi, nào, nói đi. Nghe người quân giác nói thì bắt có ngôi chùa cô nương. Trong chùa cô nương có một vị thần Tống Tử, muốn lên cỡ nào cũng được. Cao Thiên Diễn dần dần hắn tới cầu con, tiện thể dẫn Lan Hoa Hoa đi cùng. Sao cậu không nói sớm? Lần lão gia đừng trách tôi, tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Không phải tôi cũng đã báo cho ông biết ngay đó sao? Trường chính, nhanh thu dọn hành lý về thập tam lý phố. Dạ được. Tả trưởng quầy, lần này thực sự phiền anh. Cao đại ca, đừng khách sáo, sau này chúng ta còn giúp đỡ lẫn nhau nhiều mà. Nào nào, qua qua nào nào. Nhờ chúng mày Tả giúp đỡ, tôi đã lo xong quán cơm nhỏ cho hai người. Thật sao? Thật mà. Ở đâu vậy? Đi theo anh, đi theo anh. Cao đại ca, chúng tôi làm ở đây mới nửa tháng, bây giờ mà đi thì không thích hợp. Tôi đã nói với Tả trưởng quầy rồi, tôi không tính toán đâu. Lúc đến các người đã nói rõ ràng rồi, chỉ là một thời gian. Nghe thấy chưa? Đây là nghĩa khí giang hồ. Tả đại ca, làm phiền anh rồi. Sau này không phải là người ngoài nữa, đừng có khách sáo. Tới lúc đó tìm cơm của các người làm ăn phát đạt. Đừng quên mời tôi nếm thử tay nghề là được. Còn phải nói nữa, một năm 365 ngày anh muốn ăn cái gì thì cứ nói. Lan Hoa Hoa chúng tôi tay nghề giỏi lắm, bảo đảm hài lòng. Được được. Ngày 25 chỗ tôi kết toán, tới lúc đó đừng quên tới nhận tiền lương. Cảm ơn anh. Đi thôi. Hoa Hoa, cô từ nhà Chu Nhật Hoài ra à? Tôi từng ở Chu gia. Trong bếp của Chu phủ có một người nữ giúp việc, cô biết người đó không? Tên là gì? Tên Cải Cải. Cải Cải. Lúc tiếng hai lý không được cơm được cho tôi, cô ấy có đưa mấy lần. Ngoại hình cũng xinh lắm, chẳng qua không thích nói chuyện, chỉ lo làm việc của mình. Anh quen à? Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy là vợ anh. Giờ anh sao lại chạy tới Chu phủ làm việc chứ? Nói ra xấu hổ. Ở đây không phải nơi nói chuyện, vào trong nhà rồi nói. Tôi rót trà cho cô, chúng ta từ từ nói. Cao đại ca, uống trà, uống trà đi. Uống trà. Qua qua, uống đi. Tả đại ca, tôi vẫn nghĩ không ra, sao giờ anh lại chạy tới Chu gia làm việc? Trước tiên cô nói cho tôi biết cô ấy sống ở Chu gia như thế nào. Cô ấy luôn cho mày nhíu mặt, than ngắn thở dài. Lúc đó tôi cũng đang gặp chuyện, không có thời gian hỏi cô ấy. Nhưng tôi nghĩ cô ấy có tâm sự gì đó. Đều tại tôi không ra gì, hại vợ của mình. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói ra thì xấu hổ chết đi được. Chắc không phải đem vợ mình gán nợ đó chứ? Xem như anh nói đúng rồi. Anh làm ăn buôn bán với Chu gia, làm ăn buôn bán sao lấy vợ mình gán? Tôi nói thẳng với mọi người, tôi cờ bạc với kim tiền báo của Chu gia nên thua vợ mình cho người ta. Kim tiền báo? Hắn không phải thứ tốt lành gì, sao lại cờ bạc với hắn? Không phải tôi muốn cờ bạc với hắn, mà là tôi mắc bẫy của hắn. Cái bẫy này lớn cỡ nào mà bán luôn cả vợ của mình vậy? Cho dù có đặt 1.000 cái bẫy, anh cũng không được cược vợ mình. Nói ra dài dòng lắm. Tôi mở tiệm ở Tuy Đức, có qua lại buôn bán với Chu gia, Chu Nhược Hoài, Kim Tiền Báo, Lý Hợp. Bốn chúng tôi rất thân với nhau. Sau đó tiệm ở đó càng ngày càng nhiều, buôn bán không được tốt. Tôi giao cửa hàng cho người ta, chắc con là dẫn theo vợ của mình, mà tất cả tiền bạc đến Tây Bảo Đầu mở tiệm mới. Đi ngang qua thập tam lý phố thì nghỉ ngơi ở Chu gia. Tại sao anh lại nghỉ ngơi ở Chu gia? Vợ lớn của Chu Nhật Hoài có một huynh đệ sẽ có tiếng tăm ở Tây Bảo Đầu. Tôi xin ông ấy viết một lá thư để được cậu út của ông chiếu cố. Là cậu có nguyên tử đúng không? Đó không phải là người tốt. Cô từng gặp hắn, tôi từng gặp hắn nhưng hắn chưa từng gặp tôi. Vậy thì tốt, tốt lắm. Nếu cô để hắn thấy, đừng nói là mở quán cơm ở Tây Bảo Đầu, mà ngay cả chỗ đứng ở Tây Bảo Đầu cũng không có đâu.
Anh nói xem, sao là trúng bài của đám người Kim Tiền Báo? Trong đêm ở lại phòng khách Chu Gia không có gì hết. Kim Tiền Báo với Lý Hợp cứ bắt riết lấy tôi chơi mặt trượt. Sao lại chơi mặt trượt với họ? Họ nói không tiền cược, chỉ cược phụ nữ. Cược phụ nữ? Anh đồng ý à? Tôi không đồng ý. Họ cứ nói mãi tôi không cược không được. Nếu không cược, họ sẽ kiếm chuyện với tôi. Và họ lấy gì cược với anh? Họ cược mấy nha hoàng có ngoại hình đẹp trong Chu Gia. Họ gọi mấy người đó đến ép tôi phải cược vợ mình. Đợi đã, đợi đã. Tôi nói họ ép cậu không có đường lùi, không có cách nào nên cược vợ của mình. Hay là nhìn trúng nha hoàng có nhan sắc nên muốn nếm thử. Bởi vậy cho nên cậu lấy vợ mình ra đặt cược. Tôi là chuyên gia cờ bạc, tôi nắm chắc 9 phần là mình thắng họ. Nhưng không ngờ người ta giở trò trong lúc chơi mặt trượt, cho nên tôi thua. Anh có phải là người không? Qua qua. Đứng lại, qua qua. Cô đứng lại đó. Cô nổi nóng cái gì? Cô có biết không có sự giúp đỡ của anh ta thì chúng ta không có chỗ đứng ở Tây Báo đâu. Càng nói là mở quán, không mở thì không mở. Qua qua, em quên em rời quê tới đây làm gì sao? Em tới đi giữ mạng mình. Thì đó, em nổi nóng bỏ đi như vậy là chống đối ai? Là chống đối bản thân mình. Chị dâu, em là phụ nữ, chị cũng là phụ nữ. Phụ nữ có ai sau này không làm mẹ không? Cao đại ca, anh nói nam dân các anh có ai không được mẹ sinh mẹ nuôi không? Vậy mà anh ta dám đem vợ mình ra cược. Cược thua, để vợ lại rồi đi. Anh ta có còn là người không? Anh hung dữ với tôi, anh đã xem tôi sai chỗ nào? Tôi còn biết phải nói làm sao nữa. Hoa Hoa, Tả Trưởng Quầy, nó chỉ là một nha đầu, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào, nói chuyện không biết phân nặng nhẹ. Anh đừng chấp nó. Anh sợ tôi mắng cô ấy rồi mặc kệ quán rượu của anh hả? Anh Cao, anh sai rồi. Lam Qua Qua mắng rất là đúng. Nói thật với anh, trong lòng tôi cũng từng mắng bản thân mình khốn kiếp mấy ngàn lần rồi. Không không không, đừng bao giờ như vậy. Nếu Qua Qua nghe xong cô ấy cho qua thì tôi sẽ không xem cô ấy là tri kỷ đâu. Cô ấy mắng như vậy thì biết tính cô ấy nhân hậu. Anh Cao, cô bé này đáng để đàn ông chúng ta giúp đỡ. Anh nói như vậy càng thấy rõ sự nhỏ nhen ích kỷ của tôi. Anh Cao à, tôi muốn đưa vợ tôi về, không biết Lan Hoa Hoa có chịu giúp tôi không? Vậy để tôi đi hỏi thử. Tạm thời anh đừng hỏi, cô ấy đang giận tôi. Anh mà hỏi cô ấy sẽ từ chối ngay. Anh đừng hỏi. Được, được rồi. Vậy tôi đi đây. Anh đi thông thả. Đợi chút, sẽ có ngay. Tới đây. Đây, tới liền. Tư Cầm chuẩn bị một phần bánh bao nữa. Có rồi đây. Nào, một dĩa thịt bò, một chén canh thịt dê. Được. Nào, bánh nướng. Ông chủ còn chỗ không? Chúng tôi đợi lâu rồi. Đợi chút. Các vị ai ăn no rồi thì nói với tôi một tiếng nha. Nhường chỗ cho các vị khách quan đây. Nào, ăn tự nhiên. Bánh bao xong rồi. Bánh bao. Nào, một phần bánh bao đến đây. Hôm qua không thấy bánh bao như vậy. Tài nghệ em gái tôi giỏi lắm, làm đủ hình đủ kiểu hết. Ông chủ, nghe nói tiệm của anh có một nữ trưởng quầy ngoại hình rất xinh đẹp. Nghe nói hả? Có nghe nói, nhưng mà chưa thấy mặt.
Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm đi. Ăn cơm. Chị dâu đại ca, cô đoàn trưởng cho tôi tặng ít quà cho anh chị. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn mọi người, đừng khách sáo. Tôi chỉ phụng lệnh cô đoàn trưởng mà làm thôi. Tới lúc đó anh chị ở trước mặt cô đoàn trưởng, nói theo tôi là được. Cậu nói gì vậy? Cậu là tiểu đoàn trưởng đại nhân, bao nhiêu người muốn làm việc cho cậu đó. Đây, nào, chú ôm con. Nhanh nhanh nhanh, tiểu đoàn trưởng, vào đi. Cậu cậu, cậu cậu, cậu cậu ở đâu? Xem đi cậu cậu, xem cha nuôi mang cái gì cho con đây. Nào để đây. Bà trưởng quay, bà trưởng quay. Có mấy nhà nữa cầm bánh bao, muốn có nhiều hình dạng. Chị cũng không rõ, em đi xem thử đi. Được, và hai người đi đi. Cậu cậu, cậu cậu, xem đi. Xem cha nuôi mang quà gì tới cho con nè. Đây là gì vậy? Đẹp quá, tay nghề khéo quá đi. Tôi nói cho mọi người biết, thợ làm ra những thứ này không phải người bình thường đâu. Cái này trước đây chỉ có làm cho hoàng thượng trong hoàng cung ăn thôi. Tay nghề khéo thật. Không cần đến hoàng cung đâu, chỗ chúng tôi cũng có thể làm được. Vợ tôi cũng làm được như cô ấy. Sao mà có phúc quá vậy? Chúc mừng, chúc mừng. Nào con xem, con thích cái nào thì lấy đi. Con trâu lớn lắm, bóc bóc đi. Trâu lớn mạng lớn có nhiều phúc. Đúng, trâu lớn mạng lớn có nhiều phúc. Trâu lớn mạng lớn có nhiều phúc. Niên huynh à, anh hồ đồ thật đó. Anh cũng không nghĩ thử xem, Phùng Tam Hổ ở bộ đội chưa về thì sao Lan Hoa Hoa tự tay khổ về đây được chứ. Niên huynh à, anh bị trưởng quầy của khách sạn đó lừa rồi. Tôi bị người ta lừa sao? Nhưng người lừa tôi là ai còn chưa biết đâu. Anh nói vậy là ý gì? Cậu nói cậu canh chừng Lan Hoa Hoa cho tôi, kết quả thì sao? Cô ấy vẫn trốn mất. Cậu không những không báo tin cho tôi mà còn sai tiền báo đi tay khẩu bắt cô ấy để bán làm kỹ nữ nữa. Tôi không tìm cậu đòi người, vậy thì tôi tìm ai đây? Niên huynh à, các người về phòng nghỉ ngơi hết đi. Đợi đã, Cẩm Dinh, con không được đi. Niên huynh à, họ ở lại đây, có những lời tôi không thể nói với anh được. Tôi với cậu có gì để nói chứ? Tôi đã kêu quản gia Trương đi thuê xe rồi, chút nữa xe đến, tôi lập tức dẫn Cẩm Dinh về. Cha, Nhật Hoài, hai người đừng đấu với nhau nữa, nghe con nói mấy câu đi. Cha, cha muốn Nhược Hoài giúp cha bắt Lan Hoa Hoa, ông ấy sẽ bắt. Đừng có động chút là đón con về uy hiếp Nhược Hoài. Cha đó, kiên nhẫn đợi, để ông ấy đi bắt cho cha được không? Nhược Hoài, Nhược Hoài, Nhược Hoài à, ông đã gả Lan Hoa Hoa cho cha của em. Cô ấy không giữ phụ đạo, chạy theo người ngoài. Ông bỏ chút công bắt cô ấy về, sau đó đưa cho cha em đi. Đừng có giết người gì đó rồi phóng hỏa, bán cô ấy làm kỹ nữ nữa. Ông đừng có đùa với Hoa Hoa nữa mà. Ông còn tiếp tục đùa, hai nhà chúng ta đều không được yên. Cậu nghe đi, cậu nghe đi. Người đã lớn tuổi rồi, nhưng nhìn sự việc không bằng một nha đầu. Không phải tôi không muốn bắt Lan Hoa Hoa về đưa cho ông, nhưng mà tôi thật sự là không bắt được. Chu Nhật Hoài, cậu chỉ đổ mồ hôi cũng đủ để chết người rồi. Cậu không bắt được, ai tin đây? Đâu phải anh không biết, lần này tôi phái Kim Tiền Báo đến tay khẩu bắt Lan Hoa Hoa, suýt chút là mất cả mạng luôn. Gài nhiễm tuy nhỏ nhưng đâm đau. Cha, Nhật Hoài nói là sự thật đó. Lan Hoa Hoa đó tướng mạo mê người, rất là khó bắt. Cha cũng đích thân đi bắt, cũng biết khó khăn biết bao nhiêu. Cha đó, đừng sốt ruột, kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày đi, có được không? Anh xem, anh nghe đi. Anh cũng từng tuổi này rồi, còn không hiểu chuyện bằng một nha đầu. Cha, cha đã lớn tuổi rồi mà giống như người trẻ tuổi vậy, suốt ngày có bốc đồng. Cha còn như vậy, con xem như không có người cha này nữa. Cha đó, thôi thì về đợi đi, con sẽ canh chừng Nhược Hoài. Kêu ông ấy đừng đùa với Lan Hoa Hoa nữa, đợi bắt được người lập tức đưa tới cho cha. Được, cha nể mặt con một lần.
Niên huynh, anh đợi tôi bắt người về cho anh đi. Đứng lại. Chị cả, chị có gì căn dặn? Sao cô có thể gọi thẳng tên của lão gia ngay trước mặt khách vậy? Em Năm, lúc cô vừa bước vào Chu gia, tôi với chị cả đã nói với cô về gia pháp tổ tiên có đúng không? Chị cả, chị Tư, tôi sai rồi. Niềm tình mới lần đầu, tha cho tôi đi. Chị cả, già có già pháp, có già pháp không chấp hành thì già pháp có lợi gì nữa? Sau này làm sao quản người bên cạnh? Gọi quản lý dẫn người ra đánh đi. Quản gia Lý, chị cả, chị cả, chị Tư, xin hai người tha cho tôi, xin hai người tha cho tôi. Được rồi, niềm tình cô mới lần đầu, tha cho cô một lần, lần sau không có ngoại lệ. Cảm ơn chị cả, cảm ơn chị cả. Sẽ có một ngày. Ông thông gia, ông thông gia, tôi đến mảnh đất Nam Diên nhà tôi xem thử. Ông thông gia, Lan Hoa Hoa rời khỏi nhà, hai vợ chồng căng căng, suốt ngày bận rộn buôn bán ở bến đò. Một mình ông ở nhà chắc là buồn lắm. Sao hả? Lẽ nào ông muốn đem mấy bà vợ của ông cho lão già này làm thê thiếp? Hay là ông muốn được bà vợ nhỏ của ông đến ở cạnh tôi cho đỡ buồn? Ông thông gia, ông đừng vòng vo với tôi nữa. Hay là chúng ta nói chuyện chính đi. Tam hổ ra tiền tuyến đánh trận cũng đã lâu mà chưa có tin tức gì cả. Trước mắt là chiến loạn không ngừng, súng đạn không có mắt. Nếu như cậu ấy mất mạng, ông tính để Lan Hoa Hoa thủ tiết suốt đời sao? Vì muốn tốt cho ông, cũng là vì tốt cho tôi. Tôi thấy hay là ông kêu Lan Hoa Hoa về đi, kêu cô ấy chấp nhận sự thật, sống qua ngày với Lăng Sĩ Điện đi. Chỉ cần ông kêu Lan Hoa Hoa biết thân biết phận, theo Lăng Sĩ Điện về Nhữ Dương. Ông xem, tôi sẽ cắt một nửa mảnh đất Nam Diên này cho ông. Tôi nói được làm được. Chu Nhược Hoài, ông nghe đây, Tam hổ nhà tôi sẽ sớm ngày dẫn đội ngũ về nhà. Ông mau kêu người sẽ lại phần mộ của mình ở Nam Diên đi. Tôi sẽ kêu Tam hổ bắn chết ông xong thì ném thi thể của ông vào nắm mộ đó. Ông làm nhiều chuyện ác, tôi sợ sau khi ông chết, ông không được vào mộ phần của Chu gia các người. Làng lão ngủ, tôi đã nể mặt ông lắm rồi. Ông đợi đó, để xem miệng ông cứng hay là tai tôi cứng đây. Súc sinh, còn không đi, ta đánh chết mày. Mẹ, con đi đâu vậy? Con đi tìm Trương cử nhân kê mấy viên thuốc cho mẹ. Mẹ không có bệnh, còn lấy mấy viên thuốc đó cho mẹ làm gì? Mẹ, mẹ bao điều dưỡng lại thân thể. Nếu mẹ ngã quỵ, vợ chồng Tam hổ tử trở về, con biết ăn nói làm sao đây?
Con biết mẹ nhớ Tam Hữu Tử, con trai từ máu thịt của mẹ. Sao mẹ không nhớ được chứ? Tam Hữu Tử cũng đã nhiều ngày rồi, sao không có động tĩnh gì hết? Binh hoang mã loạn, không biết có xảy ra chuyện gì không? Mẹ, mẹ yên tâm, Tam Hổ mạng lớn, không xảy ra chuyện gì đâu. Tam Hổ không có một chút tin tức gì cả. Người mẹ như mẹ, lòng lo lắng không yên. Hay là con đi tìm Trần Quang, kêu cậu ấy đến một đội tìm Tam Hổ Tử mà tin tức về cho mẹ. Vậy cũng được, Quang Quang đi nhiều nơi, có lẽ có thể gặp được Tam Hổ Tử, tiện thể cũng có thể dò la về Hoa Hoa. Mẹ, mẹ yên tâm, con biết rồi. Con đi sắc thuốc cho mẹ trước. Con không cần sắc thuốc đâu, con mang đi tìm Quang Quang đi. Bánh bao đây, nào nào nào, có bánh rồi đây. Ông chủ tính tiền. Con ngày, đây. Tính tiền, ăn ngon không? Ngon lắm, đi thông thả. Trưởng quầy, cho tôi đặt bánh 12 con giáp. Được, 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 nào nào nào. Viết địa chỉ đi. Nào nào, viết đi. Làm xong tôi đưa đến, được. Viết đi. Trưởng quầy, tới đây, tới đây. Nghe nói bánh bao ở đây làm rất đẹp. Cảm ơn hai vị đã chiếu cố. Sao, đặt bánh hả? Con tôi với con cô ấy sinh nhật cùng một ngày, chúng tôi có thể đặt một phần không? Đương nhiên, đương nhiên. Sinh nhật mà, nào nào, viết địa chỉ vào đây. Trưởng quầy, Dương đại công tử, sao cậu lại đến tìm nhỏ của chúng tôi? Ngày mốt lão gia tử của chúng tôi mừng thọ 60, tôi tới đặt một phần đào tiên dương mẫu nương nương. Phải làm cái thật lớn. Được, được, lão gia tử ăn đào tiên của tôi rồi, nhất định càng sống càng khỏe mạnh, càng sống càng trẻ ra. Cảm ơn lời tốt lành của ông. Anh em biết nói chuyện quá. Trưởng quầy à, tôi đặt bánh bao. Tới đây. Trong thành người ta không gọi là bánh bao mà là tượng nặng. Trưởng quầy, tôi đặt tượng nặng. Tượng nặng. Qua qua, đẹp quá. Chị cũng muốn học. Được chứ, chị xem. Chị chấm cái màu đỏ này rồi vẽ lên. Đã vẽ xong màu này thì lấy màu khác. Em đi dẹp chén đũa đây. Là em bé đầy tháng hay là mừng thọ lão nhân gia? Không phải đầy tháng, cũng không phải mừng thọ cậu quyên tử, mà là sinh nhật của vợ tôi. Mừng sinh nhật à? Được, 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 được. Được, được lắm. Đó chính là cậu của quyên tử. Mà trốn đi. Không cần, không cần. Tại sao? Em biết họ, nhưng họ không biết em. Vậy chị nói lão cao một tiếng, không làm bánh cho họ. Chị dâu, đừng đi. Em không hận họ sao? Hận tiền hận, buôn bán là buôn bán. Hơn nữa họ đến chỗ chúng ta mua bánh bao, em còn hy vọng họ mua nhiều một chút để kiếm thêm tiền. Vậy được, vậy lúc làm bánh bao cho họ, bỏ bả đầu trong đó, để họ ăn xong đau bụng tiêu chảy, chết luôn. Chúng tôi đi đây. Làm xong tôi sẽ mang đến cho ông. Họ đi rồi. Chị dâu, chị đúng là tự cắt đường tài lộc của mình mà. Bánh bao mà nó là nắng tượng. Tiền của họ chúng ta không thèm. Sau này người ta không chỉ mua một phần đâu. Chị nghĩ đi, đây đều là người có tiếng tăm ở Tây Bảo Đầu. Nếu họ cảm thấy bánh bao của chúng ta ngon, nhất định giới thiệu cho nhiều bạn bè tới mua bánh của chúng ta. Nếu có người ăn bánh của chúng ta mà bị đau bụng, chị nghĩ chúng ta còn có thể làm ăn ở Tây Bảo Đầu này nữa không? Nhất định không ai dám ăn bánh của chúng ta. Em xem, em xem. Chị nói đâu có làm. Qua qua, chị thấy hãy là kêu lão cao làm công việc khuân giá của anh ấy đi. Còn em là bà chủ của tiệm bánh này. Sao hả? Sao mà được chứ? Tiền vốn anh chị bỏ ra làm chủ nên do anh chị làm. Em giúp anh chị thì chỉ biết toàn tâm toàn ý giúp thôi. Qua qua. Thank you.
Báo cáo. Vào đi. Tướng đoàn trưởng Phùng có điện gấp, đọc đi. Toàn quân tiến về tiền tuyến, kêu quân ta không đánh trận đâu. Nó trong 10 tiếng nữa xuất phát. Tôi biết rồi. Rõ. Báo cáo Diêm tiểu thư. Tàu làm tôi giật cả mình. Diêm tiểu thư, có thư của tiểu đoàn trưởng Phùng. Đứng lại. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Chúng ta sẽ từ đây đi qua vùng núi này, nhớ phải cẩn thận. Sao nói đi là đi, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Tiểu đoàn trưởng Phùng, theo mệnh lệnh của anh, chúng tôi sẽ đi trước một bước. Đi đi. Rõ. Kim Dương đi. Đi. Không phải nói rồi sao? Kêu cô đừng có tới mà. Sao tôi có thể không tới? Các người sắp đi đâu? Phải đi bao lâu? Đừng có đi xa quá. Nếu không tôi không thể đi thăm cậu được. Cô xem chân mình kìa. Mau ngồi xuống đi. Chúng tôi tham gia đại chiến Trung Nguyên. Tham gia đại chiến Trung Nguyên, đây là chuyện tốt. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu thể hiện bản lĩnh. Lần này tiểu đoàn của chúng tôi sẽ dẫn đầu. Đợi một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chứng minh Phùng Tam Hổ này không phải là kẻ vô dụng. Tôi thích nghe câu này. Có cố khí. Tôi nói cậu biết, lần này phá lệ cho cậu làm tiểu đoàn trưởng, có không ít người đứng sau lưng chỉ chỏ, đặc biệt là tên họ Ngu. Giống như tôi nợ 8 đời nhà hắn vậy. Không nói những chuyện này nữa. Chỉ cần lần này cậu nắm chắc cơ hội trên chiến trường, lập được đại công, rất có thể sẽ danh chính ngôn thuận tiến một bước lên vị trí đoàn trưởng. Tới lúc đó, tôi nói với chú tôi, Diêm tiểu thư, tôi nghĩ chuyện của tôi sau này cô đừng bận tâm. Ý cậu là sao? Cậu muốn qua cầu rút ván. Tóm lại, tôi không muốn cô bắt cầu cho tôi. Sau này tôi muốn dựa vào sự liều mạng của mình, máu thịt của mình để lập chiến công. Tôi báo cáo. Nói. Toàn đội tập hợp xong rồi, xin chỉ thị. Thổi còi lập tức xuất phát. Rõ. Đợi đã. Hôm nay tôi tới tìm cậu là muốn có được một lời hứa của cậu. Lời hứa gì? Lần này cậu đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tôi muốn trước khi cậu đi xác định quan hệ hôn nhân của chúng ta. Không phải tôi nói với cô rồi sao? Trong lòng tôi chỉ có Hoa Hoa. Cho dù tôi chết, tôi cũng chết trên gối của Hoa Hoa. Sao tôi có thể cho cô lời hứa? Vậy tôi đi trước đây. Phùng Tam Hổ. Quán thịt dê. Trưởng quầy, cho tôi một miếng. Anh thì tích đức đi. Tiểu đại tỷ, cho tôi một miếng đi. Chúng tôi là người một nhà, vừa mới cho cậu rồi sao cậu còn đòi nữa. Tiểu đại tỷ, cô cho đồ ăn thì phải cho đồ uống nữa chứ. Tiểu đại tỷ, được rồi. Nào nào, đây. Còn nóng đó, ăn đi. Được được, đừng nói nhiều với cậu ta nữa. Cho ăn cho uống, sao không cho thêm rau? Nào nào nào, dùng đũa, dùng đũa. Nào nào, từ 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 thôi, từ 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 từ. Tiểu đại tỷ, cô xem, cô không tu kiếp này thì cũng phải tu kiếp sau. Cô cho thêm chút nữa đi. Anh muốn chúng tôi cho cái gì nữa? Tôi không cần cái gì hết, chỉ cần cô thôi. Anh làm gì vậy? Tôi đánh anh đó. Qua 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 qua. Anh là Quan Quan đây. Anh là Quan Quan. Anh Quan Quan. Chị dâu, tìm được Quan Quan là có đồ ăn.
Anh Quang Quang, sao biết em ở đây? Không phải chị Quyên Tử viết một lá thư cho cậu cô ấy sao? Anh cứ đi theo đó mà tìm tới thôi. Anh giỏi, giỏi thật. Nào ăn cơm, ăn cơm. Nào nào, để xuống đây xuống. Sao vậy chị? Có thể ăn được mà. Tôi sẽ làm món thịt dê cho cậu. Thịt dê? Có thịt à? Có thịt ăn thì ngon quá. Anh Quang Quang thích ăn thịt lắm. Ngồi đi, ngồi đi. Nơi này của em cũng không tệ. Anh Quang Quang, anh từ đâu tới? Anh với mấy anh em đến Hà Nam kiếm cơm, sau đó lại đến Bảo Định, Thạch Gia Trang, cả một vùng đang đánh trận. Anh thấy rất nhiều thương binh, có người bị cưa cả cánh tay, cưa cả cái chân. Nhìn thì da đầu anh nổi gai ốc luôn. Vậy anh có thấy Tam ca ca của em không? Cậu có nhìn thấy Tam Hổ không? Chiến trường lớn như vậy mà nhiều người lắm, làm gì có thể tìm được bóng dáng của Tam Hổ? Tôi nghĩ tôi không tìm được Tam Hổ thì tới thăm Hoa Hoa, mang thư của cô ấy về để người nhà của cô ấy được yên tâm. Cho nên tôi chạy đến đây luôn. Chiến trường vừa cưa chân vừa cưa tay. Vậy anh Tam ca ca của em, Hoa Hoa, em đừng nói những điều không may. Chị dâu, súng đạn không có mắt, đạn bay tới bay lui trong không trung. Có người tốt cũng có kẻ xấu. Lỡ như Tam ca ca gặp trúng thì tính làm sao đây? Qua qua em yên tâm, Tam Hổ là người nhanh nhẹn, đạn cũng như châu chấu thì xẹt ngang qua cạnh cậu ấy, cũng không đụng tới góc áo của cậu ấy đâu, em yên tâm. Anh Quang Quang, em nhờ anh một việc có được không? Anh đến Tây Bảo Đầu làm gì? Một là tới thăm em, hai là xem em có việc gì cần anh giúp đỡ hay không, em nói đi. Anh Quang Quang, anh có thể giúp em ra chiến trường, bất luận thế nào cũng phải tìm được Tam ca ca. Rồi anh nói với anh ấy, anh nói em ở quán thịt dê Tây Bảo Đầu đợi anh ấy. Em ở đâu làm công, anh ấy không cần đi lính đánh trận nữa, chờ anh ấy tới đây tìm em, cùng em buôn bán được không? Tam Hổ làm lính ăn lương là vì thăng quan phát tài, tìm cơ hội trả thù hai nhà Chu Lận. Em không cho cậu ấy làm lính trả thù sao? Như anh nói với em tình hình chiến trường, làm trong lòng của em lo lắng quá. Nếu thân thể bị tàn phế thì thông quan phát tài có ích lợi gì nữa? Hơn nữa em cũng nhìn thấu rồi, buôn bán cũng có thể thăng quan phát tài. Phát tài rồi sẽ có quyền thế, có quyền thế rồi thì có thể trả thù. Đúng đó, tục ngữ nói người có thể xuống hầm đào thang là người mạo hiểm tính mạng. Người làm lính ăn lương chính là người như vậy. Qua qua tính vậy không có sai đâu. Các người cũng biết chiến trường rộng lớn cỡ nào. Đến chiến trường rồi thì ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được. Ngoại hình của Tam Hổ tôi nhắm mắt cũng có thể biết được, nhưng chúng ta tới đó dò hỏi người ta chắc chắn là họ không biết. Em nói, anh làm sao tìm Tam Hổ đây? Hay là em đến chiến trường xem thử, em hỏi từng người lính một, em không tin tìm không được Tam ca ca. Qua qua, chiến trường khắp nơi đều là người chết, tầng này tới tầng khác nhìn rất đáng sợ, phụ nữ không nên tới đó. Vậy phải làm sao? Nếu Tam ca ca của em có gì bất trắc, anh nói em sống còn ý nghĩa gì nữa? Qua qua, anh sẽ ra chiến trường lần nữa, anh nhất định tìm Tam Hổ về giúp em. Nào ăn cơm, ăn cơm. Cảm ơn anh Quang Quang. Có ngay, một dĩa bánh bao, đây, dưa muối. Nào nào nào, nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên đi Qua Qua, Tả đại ca đến rồi. Tả đại ca đến rồi, buôn bán không tệ. Tả đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nào nào, anh ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Được rồi, được rồi. Không ngờ tiệm nhỏ này buôn bán được như vậy. Đúng đó, những người tới quán ăn này là vì sạch sẽ, giá phải chăng, tiện lợi. Anh đợi mà xem một chút nữa thôi, người đến sẽ rất đông. Cô tìm tôi đến là có chuyện nhờ giả. Sao lại gọi là tìm? Chúng tôi mời anh đến giúp thì có. Để tôi. Nào để tôi.
Tả đại ca, anh xem, người ở quán này bây giờ càng lúc càng nhiều. Mấy ngày nữa Tam ca ca của tôi cũng sẽ đến. Tôi với chị dâu nói với nhau, rồi anh ấy tới sẽ tăng thêm thực đơn cho quán, mở rộng quán ra. Được đó, tới lúc đó đợi khách quý đến sẽ ngồi ở phòng riêng. Chúng tôi sợ quán này không đủ lớn. Anh xem phải làm sao đây? Anh có thể giúp tôi không? Ý cô là tìm một tiệm rộng hơn ở đây. Chúng tôi nghĩ như vậy không thành vấn đề. Được à? Tả đại ca, giờ em thay chị dâu và đại ca cảm ơn anh trước. Cảm ơn cái gì? Đây là người nhà. Ai kêu cô là em gái nuôi của cao đại ca làm gì? Tôi là bạn tốt của cao đại ca, đậu phòng đâu. Tả đại ca, chuyện lần trước anh nói, em nghĩ là đợi sau khi Tam ca ca của em về, em với Tam ca ca sẽ cùng về Tam thập lý phố, thì lập tức tìm chị Quyên Tử nhờ chị giúp. Chúng ta sẽ tìm chị dâu cải cải về cho anh, để hai vợ chồng đoàn tụ. Anh thấy sao? Được, được đó, được. Vậy cô làm việc đi. Bây giờ tôi đi tìm tiệm cho cô, được không? Dạ được. Lấy dầu cay đi, có ngay đây. Đợi một chút. Qua qua, tôi thấy người tới đây càng lúc càng nhiều. Tôi nghĩ hay là đặt cho cô một cái tên đi. Đặt tên cho tôi à? Để đặt tên gì? Hoa sơn đan đan ở tiệm Bắc rỡ rất đẹp. Cô lấy tên là Trương Đan Đan đi. Trương Đan Đan, tên hay quá. Dạ được, sau này gọi là Trương Đan Đan. Vậy cô làm việc đi, tôi tìm tiệm cho cô. Dạ được, dạ được. Dầu cay có chưa? Đợi đã, có ngay, có ngay. Dầu cay đây. Tới nhà rồi. Tới nhà rồi, cao đại ca. Cao đại ca anh đến rồi. Để tôi dìu anh. Làm gì vậy? Tôi dìu anh mà. Thật là lâu rồi không thấy anh, buông tôi ra. Tránh ra. Cao đại ca chậm thôi. Thì đó, tránh xa tôi ra. Nói cho biết, tôi đã thề trước mặt Lan Hoa Hoa, không được bất cứ một cô gái nào. Lan Hoa Hoa là ai? Có phải là gì một cái lận phủ, lận gia không? Anh đi đâu vậy? Này đi đâu vậy? Năm vạn. Qua rồi, qua rồi. Các chị đưa tiền, đưa tiền. Cái gì đây, cái gì đây? Để xem, kiểm tra cái đã. Năm vạn, đừng đụng, đừng đụng, không được đụng vào. Đưa tiền, đưa tiền. Lão gia nhận thua, đưa tiền, đưa tiền. Lão gia nhận thua, nhận thua, nhận thua. Đây, đây, hai đồng. Hai đồng, nhận thua. Hôm nay may mắn quá. Lão gia em cũng muốn. Cho em, lão gia, chơi tiếp đi, chơi tiếp. Chơi tiếp. Chơi tiếp đi. Lão gia, lão gia, có chuyện gì? Đi mòn đế giày cuối cùng cũng tìm được. Quả là không uổng công sức. Có chuyện gì? Cao Thiên Diễn không dám đến phường đùa của chúng ta, mà âm thầm tới Tuy Mễ uống vài ly rượu, lộ ra tung tích của Lan Hoa Hoa. Lan Hoa Hoa ở đâu? Ở Tây Khẩu. Trưởng quầy, đại ca tới rồi. Anh muốn ăn gì? Cho chén lòng cừu cắt nhỏ. Được, có ngay. Trưởng quầy, bánh bao của tôi đặt xong chưa? Xong rồi. Đang, đang. Khách tới lấy bánh bao. Có ngay, có ngay. Chị Trần, đây. Đây là bánh bao đào thọ nhà chị đặt. Bánh bao đào thọ cô làm đẹp quá. Chị à, đây là 12 con giáp chị đặt. Cô làm đẹp quá, giống như thật vậy. Chúng tôi về trước đi. Dạ được, đi thông thả. Chị nhớ ghé nha. Đang Đang, Đang Đang. Tả đại ca, sao vậy? Trong thành có bộ đội. Bộ đội thì sao? Cô xem thử có Tam ca ca của cô không? Thật sao? Anh không gạt tôi chứ?
Chuyện này có thể gạt sao? Mà đi xem thử đi. Đại ca, anh có biết Phùng Tam Hổ không? Phùng Tam Hổ có Tam Thập Lý Phố thì bắt. Anh có biết Phùng Tam Hổ có Tam Thập Lý Phố không? Đại ca, trong bộ đội của các anh có người tên Phùng Tam Hổ ở Tam Thập Lý Phố không? Tam Thập Lý Phố. Hôm nay mới ngày đầu họ về, ngày mai ngày mốt còn về nữa. Chúng ta phải kiên nhẫn, đợi cô ấy thêm một thời gian nữa. Chị dâu, quân gia. Quân gia, cho tôi hỏi thăm, anh có quen một người tên Phùng Tam Hổ không? Anh ấy cũng làm lính trong bộ đội như các người. Phùng Tam Hổ mà cô nói ở tiểu đoàn nào vậy? Lúc đi anh ấy nói là đại đội 8 và tiểu đoàn 8. Cô có biết bây giờ còn ở trong đó không nữa? Anh có biết không? Biết hay không thì tôi vẫn có thể dò hỏi giùm cô. Vậy cảm ơn quân gia nhiều. Chúng ta gặp được người tốt rồi. Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi sẽ cố gắng san sẻ nỗi lo với người dân. Không dám, không dám. Tôi là tiểu đoàn trưởng của đại đội 2. Có chuyện khó khăn gì cứ tìm tôi. Được, vậy thì tốt quá. Em gái tôi vì tìm Phùng Tam Hổ mà sốt ruột tới mình luôn. Hôm nay gặp được cậu cũng là phúc của nó. Tiểu đoàn trưởng, còn họ gì? Họ Lận. Lận trong Lận Tương Như. Anh cũng họ Lận. Cô đừng biết người họ Lận giống tôi sao? Hỏi em kìa, nghe giọng cô nương hình như là người Thiểm Bắc. Không phải, không phải, không phải. Lúc đúng lúc không? Rốt cuộc có phải không? Đúng, là người huyện Tuy Mễ Thiểm Bắc. Tiểu đoàn trưởng, kiến thức cậu thật rộng. Càng nói càng gần. Nhà tôi ở Nhữ Dương phía đông Hoàng Hà. Cha tôi còn quen một hộ giàu có họ Chu, có tiếng ở huyện Tuy Mễ Tam Thập Lý Phố, và Trương Văn Cử hội trưởng hội đồng hương. Em gái tôi chỉ là nhà làm nông, không lên cao tới vậy. Hôm nay gặp được cậu, cậu chính là quý nhân của chúng tôi. Chuyện của nó nhờ cậu giúp đỡ cho. Tên Phùng Tam Hổ chứ gì? Võ Quang Dương. Có. Đi, đi tới các đại đội dò hỏi xem có người này không. Rõ. Cậu không mà cảm ơn người ta. Nhanh, giúp đỡ cô nương này đi. Rõ. Đi, nhanh lên, đi đi, nhanh lên. Cảm ơn cậu. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Em sao vậy? Cả cô cảm ơn cũng không nói. Em gái, có phúc lắm. Chuyện tiểu đoàn trưởng muốn làm thì nhất định sẽ làm. Nhà anh ấy giàu có, thế lực lớn, con đường rộng mở. Quân gia, cho tôi hỏi, anh có biết cha của tiểu đoàn trưởng Lận không? Đương nhiên biết rồi. Ở vùng Tấn Tây này không ai mà không biết cha anh ấy. Tên Lận Sĩ Điện, tiếng tăm lừng lẫy. Chị dâu, đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chị dâu tiêu rồi. Phải làm sao đây, làm sao đây? Chúng ta không chọc giận cậu ta. Cậu ta cũng không chọc giận gì mình. Em sợ cái gì? Chị vẫn không hiểu sao? Tiểu đoàn trưởng hồi nãy là con trai của Lận Sĩ Điện. Anh nghĩ hắn là lão tam của Lận gia. Lận Sĩ Điện chính là người lấy em làm vợ thứ 10 sao? Đúng vậy. Tính sao, tính sao đi. Chọn nhà, chọn nhà lần nữa. Chọn đến nơi họ không thể tìm thấy. Đi, đi thôi, đi thôi. Không được, không được. Chị dâu, chúng ta đã nói với anh Quang Quang, kêu anh ấy dẫn Tam ca ca gì để gặp mặt chúng ta. Chúng ta không thể đi như vậy được. Chị dâu, chắc họ nhận ra em, cho nên tới bắt em đó. Tính sao đây? Nhanh lên, đi ra cửa sau, tạm thời trốn đi. Trốn đi, trốn đi. Nhanh lên chị dâu, nhanh lên. Nhất định em bị Lận gia dọa sợ rồi. Hồi nãy không ai nhận ra em cả. Không chừng trong bộ đội tìm được Tam Hổ cho em rồi. Đúng vậy đó. Vậy chị mau đi xem thử đi. Chị ra mở cửa đi.
Em gái, phúc của cô tới rồi. Tiểu đoàn trưởng Lần muốn bao cô một tháng. Cô lấy số bạc này đi mua vài bộ quần áo mới, sửa soạn cho đẹp. Tối nay chúng tôi mang Kiều đến đón. Các người xem tôi là cái gì? Nói thật cho cô biết, cô đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Không phải tôi nói với cô rồi sao? Chuyện mà tiểu đoàn trưởng Lần muốn làm, không có gì là không làm được. Người đâu? Có, trói lại cho tôi. Mất công cô ta chạy trốn. Quân gia, quân gia, anh đại nhân đừng trách tiểu nhân, tha cho nó đi. Hôm nay quân gia nói cho cô biết, cô bằng lòng cũng phải bằng lòng, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tới tối chúng tôi sẽ đến dẫn người đi. Quân gia, anh cứ lo công việc đi. Tôi nói rõ với nó, đến trời tối nó sẽ ngoan ngoãn đi theo anh được không? Cầu cầu cầu, canh chừng mấy cái cửa cho tôi. Chỉ được vào không được ra, đừng để họ chạy thoát. Rõ. Cậu đi theo tôi. Rõ. Chị dâu, chúng ta phải làm sao? Chị sẽ đi tìm Tả Thế Bảo thương lượng xem sao. Chị sẽ đi nhanh về nhanh. Làm gì vậy? Tôi ra ngoài quán ở nhà, không được đi. Tôi có việc phải làm. Không được. Qua qua. Chị dâu, tính sao đây? Lẽ nào em thật sự phải chết ở đây? Không đâu, sẽ có cách mà. Kiên nhẫn đi. Lão gia, Trồng Chính, người của chúng ta đã sắp xếp hết chưa? Lão gia, đã sắp xếp xong hết rồi. Chút nữa tìm được quán lồng dê đó, phải nói từ từ khuyên nhủ cô ấy. Làm sao để qua qua chịu theo chúng ta về? Nếu cô ấy không nghe lời thì chúng ta mới dùng biện pháp mạnh. Nhưng nhớ đừng ra tay nặng. Dạ được. Lão gia, ông Dương Từ với cô ấy quá rồi. Đi đi. Tiểu nhân đi đây. Được. Làm gì vậy? Lão tổng, chúng tôi tới ăn cơm, ở đây không bán cơm. Không phải cửa đang mở sao? Mở hay không liên quan gì ông? Lão tổng à, các anh em chắc đói hết rồi. Dù gì cho tôi đi. Ăn xong lập tức ra ngoài. Được được được. Trưởng quầy, trưởng quầy, cho mọi người chúng tôi một chén lòng dê đi. Làm nhanh lên, ông đến ăn cơm thật sao? Làm gì vậy? Chị dâu, đây là đại quản gia của Lần Sĩ Điện. Chắc chắn Lần Sĩ Điện đang ở Tây Bảo Đầu. Họ là bộ đội canh ai vậy? Họ canh chừng trước cửa để làm gì? Trưởng quan của họ muốn bao nuôi em gái tôi một tháng. Em gái tôi thà chết không chịu, nên họ đứng canh chừng chúng tôi, không cho chúng tôi ra ngoài. Họ còn nói tới nay sẽ tới khi người đi. Dì Mười, tránh ra. Ông tới đây làm gì? Dì Mười, Lận gia kêu tôi đến đón cô. Ông ấy đang ở khách điếm Xuân Hoàng bên ngoài thành. Cô đi theo tôi đi. Tôi không đi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đừng 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 đừng. Chúng tôi tới ăn cơm mà. Với mùi gì không hợp với chúng tôi, nên đáp tính bàn với trưởng quầy đỡ phụ gì. Ra ngoài, ra ngoài. Được 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 được. Đi đi. Chị dâu, thank you.
Hoa Hoa, chúng ta ăn chút gì đi. Không ăn thì làm sao mà được chứ. Hoa Hoa không thể ngồi như vậy được, mà nghĩ cách đi. Chị dâu, em nghĩ ra được một cách, mau nói đi. Chị xem, hai cha con họ đều đã có ý xấu với em đúng không? Nếu làm cho hai người họ đánh nhau, không phải chúng ta có thể nhân cơ hội để chạy trốn sao? Em đã kể chuyện à, hai người họ gặp nhau, con trai nhận cha thì sẽ đánh nhau được? Không được, không được. Hồi nãy chị nhìn mà không hiểu sao? Hai cha con lẫn sĩ liền, không ai biết họ đang ở Tây Bảo Đầu hết. Vậy em nói đi, làm sao? Chị nghĩ cách để hai người họ tới đây đón em cùng một thời gian đi. Chị xem buổi tối mà đánh nhau, nhân mã hai bên, làm sao mà nhận ra ai và ai chứ? Họ vừa gặp mặt đánh nhau là cái chắc. Họ mà đánh nhau, hai chúng ta nhân cơ hội chạy trốn, chị thấy sao? Cách này được, chị sẽ nghĩ cách ra ngoài. Được. Trốn đồng trốn tay bao lâu nay vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Lần lão gia, nên Lan Hoa Hoa đã hiểu ra gả cho Lần lão gia là sự sắp đặt của ông trời. Cô ấy kiệt sức rồi, chấp nhận số phận. Để quan gia canh cửa, không nhìn nổi quan gia nên mới nhớ tới Lần gia. Đại nhân đừng chấp tiểu nhân, nhưng mà nếu là gia không ra mặt, vậy vị quan gia đó tối nay sẽ đến đón người. Trường Chính, đám bộ đỏ đó của ai? Tiểu nhân không biết, đám người đó khí thế bừng bừng, có vẻ lai lịch không nhỏ đâu. Nếu là Tam có ở đây thì tốt quá, chứ định sẽ biết đối phó với họ như thế nào. Chút nữa chúc các anh em nghĩ cách dù đám binh lính đó đi. Trời chưa tối thì đón gì mười qua đây cho tôi. Dạ lão già, không được không được. Em gái tôi nói Lần lão già phải đích thân tới đón. Dở dẫn, cô muốn lão già chúng tôi đi chết à? Không không không, ý của Hoa Hoa chúng tôi là cô ấy chỉ là một cô gái, vậy là người của lão gia thì theo tập tục phải ngồi cùng một kiều với lão gia, cùng nhau đi chứ. Nói như vậy nha đầu này hồi tâm chuyển ý thật sao? Nếu là như vậy thì tôi nên đích thân đi gần đón mới được. Lão gia, không được, không được đâu. Người ta có bộ đội, hơn nữa là có vũ khí, lỡ như nơi bên tấn công không sao đâu. Đều như một người phụ nữ, cùng lắm thì dùng tiền để dẹp yên mọi chuyện là được rồi. Chuyện bộ đội tôi rõ nhất, án cướp dân nữ bản thân đã đuối lý. Nếu tổn hại đến tính mạng, xử lý theo quân pháp thì hắn chỉ có rơi đồng. Nói với dì Mùi, trời tối tôi sẽ mang kiệu đời cô ấy. Vậy tôi đi trước đây. Trường Chính, lão gia, hay là cho tôi một khẩu súng đề phòng lỡ như. Lão gia, như vậy mới đúng chứ. Em gái tôi đồng ý hầu hạ cậu một tháng, nhưng ai ngờ đâu có một phú thương từ Bắc Bình đến quán chúng tôi ăn cơm vì chúng em gái tôi. Nó muốn em gái tôi làm tiểu thiếp cho hắn. Chúng đưa cậu đuổi hắn đi cho tôi, nếu không hắn không có kết cục tốt đâu. Rõ. Đúng đó, em gái tôi tài chết không chịu, nhưng phú thương đó nhắn lại, nói là trời tối sẽ đến tìm khi người đi. Võ Quảng Dương, có. Bây giờ cậu đi khiêng em gái đó về cho tôi. Rõ. Như vậy sao mà được? Bây giờ em gái tôi tóc tay rối bù, nó sao còn phải sửa soạn tắm rửa rồi mới đi gặp cậu? Giờ nó đã đồng ý, thôi thì cậu ráng đợi đến trời tối. Các người đợi trời tối hãy đến. Trời tối thì trời tối, để tôi xem thử. Cuối cùng ai có thể khi người đi đây? Vì phú tương đã còn nói anh sẽ đích thân ngồi trong kiệu đến đón em gái tôi. Cái gì? Anh đích thân ngồi kiệu đến đón người? Đúng vậy. Vậy được rồi, chúng ta cho hắn ở trong kiệu bắt cua, sau đó dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Đám lính đó đâu? Phải rồi, không thấy đâu hết. Đi.
Đám lính đó đi thật rồi. Đi, khiến lão già tới đây. Dạ, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận đó. Đám lính đi rồi. Dì Mười, nhanh lên đi, lão gia đang ở trước cửa đợi cô. Các anh em lên. Lên đi, lên đi. Lên. Để xem ai mà to gan tới vậy, dám cướp người đẹp của tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Ra đây. Lão tự đến tới ba. Nếu không ra súng của lão tự sẽ bắn chết ông. Một, hai, ba. Tiểu đoàn trưởng, xảy ra chuyện rồi. Tiểu đoàn trưởng, 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 lão gia, lão gia, lão tam, lão tam, lão tam, chị dâu, nhanh chạy thôi, chạy thôi. Cao đại ca, anh đã về rồi. Có chuyện gì? Ta không thấy ai tới ăn vậy. Cuối cùng anh đã về rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ nói. Qua qua. Lão gia. Qua qua. Đừng chạy mà qua qua. Lão gia, đợi tôi với. Lão gia. Qua qua. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Tam Di. Tam Di. Con. Con xem cha đến rồi. Tam Di à, cha nhớ con chết đi được. Tam Di. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Ông bình tĩnh lại đi. Tôi không phải con ông. Tôi là Trương Chính. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi không phải con ông. Còn ông đâu? Con tôi. Con tôi không biết ở đâu nữa. Qua qua. Qua qua. Qua qua. Lão gia. Lão gia. Qua qua. Đừng chạy mà. Nghe lời đi. Cô ấy nhất định sẽ tới thăm ông. Ông đó, bây giờ phải ăn cái gì đi. Qua qua tới thăm tôi à. Qua qua. Lão gia, ăn chút gì đi. Không ăn. Đây là qua qua nấu cho ông đó. Qua qua nấu à? Phải, ăn đi. Ăn. Thơm quá. Ăn thêm miếng nữa. Thơm quá. Qua qua.
Họ kêu em về à? Đội ngũ của Túc Duy Sinh đã về, đóng quân ở Hoành Sơn, rất gần tam thập lý phố. Đám người Chu Nhật Hòa Kim Tiền Báo không dám ăn khiếp các người đâu. Em mau trở về đó đi. Thật sao? Thật mà. Những ngày khổ cực của Lan Hoa Hoa cuối cùng cũng đã chấm dứt. Những ngày khổ cực của Lan Hoa Hoa này cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi. Cao đại ca, chấm dứt rồi. Ra ngoài một thời gian dài, em thật sự rất nhớ cha em, nhớ anh em, chị dâu em, nhớ người nhà của Tam Hổ, nhớ tam thập lý phố. Nếu tam ca ca của em có thể về cùng với em thì tốt biết mấy. Nếu Hoa Hoa đi rồi, Trần Quang dẫn Tam Hổ về thì tính làm sao đây? Để họ cùng về tam thập lý phố luôn chứ sao? Cao đại ca, chị dâu, hai người mở tiệm ăn này tốn không ít tiền. Nếu em đi rồi, hai người phải làm sao đây? Em nói cái này làm gì? Nói em biết, chúng tôi không bán nữa. Không bán nữa. Anh với chị dâu em sẽ về gọi Bạch Dân nuôi em bé. Nuôi em bé. Hoa Hoa, chị không ngại nói cho em biết, chị có thai rồi, có em bé rồi. Đúng vậy. Chị có em bé rồi sao? Đúng vậy. Cuối cùng chị của em cũng có em bé rồi. Đúng là người tốt sẽ gặp tin tốt mà. Nào 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 em gái, nào anh kính em một chén. Không không không, em kính cao đại ca một chén, kính chị dâu một chén. Đợi Tam Hổ trở về, em với cậu ấy cũng sớm ngày sinh một đứa đi. Nào uống rượu, cạn ly. Lan Hoa Hoa về rồi. Lan Hoa Hoa về rồi. Lan Hoa Hoa về rồi. Hoa Hoa, Hoa Hoa, cha. Cha ơi, Hoa Hoa con về rồi, con đã về rồi, con về rồi. Cha ơi, cha tưởng cả đời này không còn được gặp con nữa chứ. Cha, cha, sao cha lại thành ra như vậy? Hoa Hoa đau lòng quá. Không sao, không sao đâu. Hoa Hoa, Hoa Hoa em về rồi. Hoa Hoa về rồi, em gái của anh. Em gái của anh. Anh, mà cho chị xem, em có khỏe không? Em khỏe lắm. Cháu của em đâu? Cháu của em có thể ăn, có thể ngủ rồi. Ở bến đò có nhiều người chơi với nó lắm. Qua qua, để chị xem thử. Anh Đại Hổ, qua qua, chị dâu em đâu? Chị dâu em đi thăm bà con rồi. Con mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ? Em đi không bao lâu thì mẹ đã qua đời.
tội cho mẹ quá. Cha chúng ta qua đời chưa có được bao lâu. Qua qua, chuyện đã qua rồi, em cũng đừng buồn quá. Qua qua về nhà, chưa tận hiếu được một ngày. Mẹ, cha, ly rượu này là con tay Tam Hổ kính hai vị nhân gia. Lúc hai người còn sống trên đời, hai chúng con chỉ làm trọn hiếu đạo, chỉ có liên lụy mọi người. Ân tình này kiếp sau con nhất định sẽ trả. Đấy chị, chị uống nước đi, uống đi. Qua qua, Lận Sĩ Điện thật sự bắn chết con trai mình. Qua qua, em giỏi thật. Đừng nhắc nữa, án mạng này vì em mà ra, trong lòng em khó chịu lắm. Em nói chị nghe, lần này em ra ngoài nhìn thấy những gì? Chị Quyên Tử, lần này ra ngoài em cảm thấy làm phụ nữ thật không dễ dàng gì, làm đàn ông tốt hơn. Xã hội tiến bộ, vật chất phong phú, văn minh phát triển là ba điều kiện tiên quyết để giải phóng phụ nữ, kiếm một cái cũng không được. Vật chất phong phú mà chị nói nghĩa là tiền có đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Không, cũng không hẳn là vậy. Con cái của hoàng thân quốc thích, quan là quý nhân, so với con cái của dân thường không thể nói tới tiền được. Họ vẫn căn cứ như vậy thì không làm chủ được bản thân mình. Chị thì càng không thể nhắc tới. Tư tưởng mới mẻ nhưng cuộc sống vẫn như cũ. Chị là người được ra ngoài học tư tưởng mới, sao lại không làm chủ bản thân được chứ? Bản thân không độc lập, làm gì cũng phụ thuộc vào cha mình. Hay là đừng nhắc nữa. Em hiểu nỗi khổ của chị, nhưng ba điều kiện chị nói làm sao kiếm ra đây? Bánh không từ trên trời rơi xuống đâu, mình phải tự phấn đấu. Cái gì gọi là phấn đấu chứ? Em không hiểu. Em không hiểu thật đó. Cha chị nói tâm của chị rất lớn, mà em cũng cảm thấy tâm chị lớn thật. Người có tâm lớn mới làm được nhiều việc. Chị khuyên em, tâm cũng phải rộng ra một chút. Chuyến này ra ngoài, tâm của em cũng lớn ra nhiều. Lần này em ra ngoài, chị đoán xem em gặp ai? Ai vậy? Tắc Khắc. Mà nói chị biết, anh ấy ở đâu? Em nói chị biết, bây giờ Tắc Khắc ở trong một đội diễn xuất ở Nội Mông. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng Phùng, 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 tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng Phùng, tiểu đoàn trưởng Phùng, tiểu đoàn trưởng Phùng ở đây, tiểu đoàn trưởng ở đây, nhanh lên nhanh lên, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, tiểu đoàn trưởng Phùng, tiểu đoàn trưởng Phùng tìm được anh rồi, nhanh lên nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên.
Chị dâu, qua qua, xem tới đây. Đưa cơm cho anh của em mà. Em đi cho. Em ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ, sao không ở nhà đi? Ra đi làm gì?